Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo những dòng cục đẩy cho các bác chơi sự kiện. Đây là những dòng công suất để cho các bác đi đánh xô, đánh sự kiện thì rất là chất lượng. Các bác có thể thấy ở đây là những cái mã đây, 4 kênh này, 2 kênh, toàn bộ là hàng chính hãng của DB Acoustic các bác nhé. Thì ở đây là em vừa khui nguyên đai, nguyên kiện, vỏ thùng. Em xếp từng mã lên như thế này để giới thiệu cho nó dễ, cho nó rõ từng mã để cho các bác xem. Cái video là cái video em quay trực tiếp coi như không có chỉnh sửa gì cả, nên các bác thông cảm. Đây là một cái con đẩy 4 kênh này, có cái mã là D4.25 Bluetooth. Rồi em sẽ đi và em giới thiệu rõ từng mã nhé, và báo giá rõ từng mã cho các bác xem. Đây, các bác đợi em tí. Với một cái con đẩy 4 kênh này thì như nhà sản xuất có đưa ra thông số của nó là 1350W trên một kênh các bác nhé. Có nghĩa là với một con đẩy này thì các bác có thể đánh cho một kênh của nó, có thể đánh cho xúc kép côn 100, hoặc các bác có thể chơi một đôi full 30 hoặc một đôi full 40. Đấy. Với con đẩy này thì mạch của nó thì là mạch Class TD. Con này nó nặng có 16 cân thôi các bác ạ. Cân lên là 16 cân các bác nhé. Với cục đẩy này thì cho ra chất âm rất hay và hoạt động rất là bền bỉ. Một cục đẩy cho các bác làm sự kiện này thì rất là thuận tiện luôn. Mà đánh nó rất là bền luôn các bác nhé. Đấy, đây là cái mã D4.25 Bluetooth. Ở dưới là hai cái cục đẩy chuyên cho các bác chị xúc kép. Đây là hãng DB thì có cái mã này là cái mã em bổ sung thêm nhé. Đây là cái bản D4.25 Bluetooth này. Thì theo nhà sản xuất thì bản nâng cấp của cái bản Bluetooth này thì bên trong là làm một số linh kiện nó tốt hơn, ví dụ là thêm thay đổi một con số con tụ con trở gì đấy bên trong. Đấy thì là cái bản nâng cấp này thì giá tiền nó sẽ cao hơn cái bản cũ một chút các bác nhá. Với một con đẩy D4.25 Bluetooth này giá của nó trên 20 triệu các bác nhá. Trên 20 triệu một con. Ở dưới là một con đẩy đây, bây giờ chuyển sang giới thiệu hiệu thiệu con hai cái con chuyên trị xúc kép này đi. Đấy, em là em cứ phải nói rõ từng mã như thế để các bác nắm được. Cái con KD1500 Bluetooth này thì công suất của nó là hai kênh, một kênh của nó rơi vào tổng khoảng 1500W trên một kênh ở trở kháng 8 ohm các bác nhé. Và ba con đẩy này nó đều có đèn, cái màn hình của nó là rất là nhìn ba cái mẫu này, em nói chung là điểm chung của nó nhìn rất hầm hố. Đấy, có thể thể hiện này, cái đèn led thể hiện là hoạt động này. Đấy, với con KD1500 Bluetooth này các bác chuyên trị xúc kép côn 100 cho em. Đấy, cái con này của nó nặng rơi vào tổng khoảng là 27 cân các bác nhá. KD1500 Bluetooth này 27 kg. Và chuyển sang cái bản cuối cùng là cái bản KD2000 Bluetooth. Con này thì
công suất của nó rất là khủng, 2000W trên một kênh cơ các bác ạ. Nên với cái dòng đẩy KD2000 Blue này cho các bác chị xúc kép côn 125, 125 các bác nhé. Và con này của nó mạch class TD này. Tóm lại là các bác nào mà sự kiện mà sử dụng những cái dòng đẩy này ấy, âm thanh thì rất là vượt trội. Đấy. Cho ra chất âm rất là mạnh mẽ các bác nhá. Và súp thì đánh uy lực luôn. Yên tâm mà sử dụng những cái dòng, em nói luôn hàng hãng thì bao giờ chất lượng thì các bác phải yên tâm nó tuyệt đối luôn. Đấy, bên em thì hiện tại đang phân phối những cái dòng đẩy cho các bác làm sự kiện là những cái dòng này. Nên các bác có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thì liên hệ về bên cửa hàng nhà em các bác nhé. Con này giá của nó gần 20 triệu này. KD1005 này. KD2000 giá nó trên 20 triệu các bác nhé. Các bác muốn biết giá chi tiết của từng sản phẩm thì cứ điện trực tiếp cho em. Đấy, tại vì trên video này thì có nhiều bác khách là ví dụ là lấy buôn số lượng 2-3 cục đúng không? Thì liên hệ riêng cho em. Còn ở trên video thì em báo giá chung thôi các bác nhé. Các bác có thể trao đổi riêng với em qua Zalo, kết bạn hai số điện thoại là nhắn tin qua Zalo để mua hàng cho em. Đấy, đây là những cái mẫu này thì hẹn các bác ở video phần 2 đi. Ở phần 2 thì em sẽ đưa những cái cục đẩy này vào một cái dàn sự kiện, vào những cái tủ máy. Đấy, sử dụng mixer để chơi nữa. Em sẽ dựng những dàn array đánh full và đánh súp kép, sử dụng những cái cục đẩy này để lên dàn. Đấy, bác nào mà hóng phần 2 em test những cái cục đẩy này thì cứ ấn đăng ký kênh bên cửa hàng nhé em để theo dõi các bác nhé. Còn ở đằng sau cục đẩy các bác này, ở đằng sau nó thì cái này thì nó liên quan đến kỹ thuật. Đây, những cái chế độ gạt của cái con đẩy 4 kênh này. Đấy, các bác, cái này thì các bác cứ liên hệ riêng cho em để em tư vấn riêng. Đấy, các bác biết công suất và nó đánh cho ở như thế nào thì các bác phải nắm rõ. Quá là đỉnh luôn với những cái mẫu này. À đấy, không biết là lúc nãy báo chưa, cái con này, cái con KD2000 Blood này nó nặng 35 cân các bác ạ. Hầu như các bác có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thì liên hệ em nhé. Nhà em sẽ giao hàng toàn quốc được. Đây là địa chỉ nhà em luôn này. Hầu như hẹn gặp lại các bác ở video phần 2 nhé. Em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác. Vừa nói rồi. Chúc các bác xem video này thì thật nhiều sức khỏe. Yêu quý nhà em thì tặng cho nhà em một lượt like và một lượt đăng ký kênh.